Ủa, Fira chủ động tiếp à. Rớt chuyển búa tặc. Rớt bị hoảng sợ. Rớt. À, tốc biến quy và dứt điểm được Fira. Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc em có ngày thật là vui vẻ nhé. Ok, nội dung của video lần này chúng ta hãy cùng hướng lên khu vực trên nơi mà Zed sẽ sử dụng cho mình đó con dây được búp sức mạnh ở phiên bản 14.4 và 14.5. Thì để coi cái cách mà Zed xử lý cái kèo đối đầu với lại Fira như thế nào ở ranh đại cao thủ Hàn Quốc anh em ha. Trước khi bắt đầu video này thì mọi người có thể cho Linh xin thêm những cái lượt tương tác, like, share, nhấn nút chuông thông báo để Linh có thêm động lực phát triển kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Và bây giờ không để cho mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng đi theo dõi nội dung của video lần này thôi. Ok anh em ơi, hãy cùng đến với lại cái bản ngọc của Zed nè. Lâu lắm rồi mới thấy Zed sử dụng cho mình đó là dây ha. Chúng ta sẽ có bản ngọc là chinh phục ha. Hiện diện trí tuệ, huyền thoại, tốc độ đánh, đốn hạ, nhánh phụ, xem nhánh cảm hứng, có dây xịn với lại bánh bích quy, hai sát thương và máu theo máu này là máu cộng thẳng. Máu theo cấp là cái dòng thứ ba nè. Rồi, kèo này thì Zed sẽ đối đầu với lại Fira, một cái kèo cũng rất là nặng về mặt kỹ năng. Zed tay dài hơn, tránh trường hợp mà chỉ để ý một điều là tránh những cái trường hợp mà Fira tiếp cận mà thôi. Thì thông thường kèo này để coi có trích gì không ta. Đó, khi mà đánh với lại Fira hoặc là đánh với lại những con tướng khác đó, thì chỉ có cái lưu ý nhỏ là bạn chuyển búa chỉ thiên á, tránh cái trường hợp chỉ thiên vào Fira thôi. Thường là chúng ta sẽ chỉ thiên vào những con lính gần Fira để mà nó nổ lan hitbox. Rồi thấy Fira rồi, Fira chui vô bụi ăn một cái cầu sấm. Zed cũng không vội chiếm bụi ở trên ha. Chiếm bụi trên nhiều khi Fira đi từ những cái góc khuất xong rồi lướt e nó kích hoạt cái điểm yếu á. Đánh tay thì cũng hơi mệt. Nên Zed quyết định là đứng đép phòng vệ mà thôi, tránh trường hợp đối phương cắm mắt. Như vậy quay lính đầu tiên thì Zed sẽ chuyển dạng súng farm sải tay dài hơn, cố gắng cấu trị máu lên cấp độ 2. Thì cái kèo mà dây á thì nó sẽ có cái lưu ý á là bạn cần phải đánh lính ở quay đầu. Ha, để khi mà bạn lên cấp độ 2 thì đối phương chưa lên cấp độ 2 được. Bạn sẽ có cơ hội bạn tung cái bộ combo của mình để cấu rỉa máu nhiều nhất ở thời điểm level 2. Thì thường Zed sẽ chơi theo cái kiểu đó. Rồi, bắt đầu di chuyển ra đường trước nè. Đánh lính trước luôn, chắc chắn là như vậy rồi. Ôi, điểm yếu trước mặt. Chưa đánh. Đang cố gắng mít đam nhiều nhất có thể. Này chắc phải đánh lính ha, chứ không có đánh người trước anh em. Ôi, đánh người trước kéo lính về phía sau. Farm, ok, vẫn chuẩn bị set up được lên cấp độ 2 trước nè. Fira còn một con lính đánh gần á, Zed dọn xong rồi, bung chiêu đẩy lính. Dọn rất nhanh đến từ bên phía của Zed, chuẩn bị lên cấp độ 2. Cái pha combo vừa rồi của Zed không trúng á, cậu sống với lại chỉ thiên nó không trúng vào Fira. Chứ mà trúng cấu rỉa cái lượng máu thì khúc này là Zed đang đứng sau lính rồi. Ok, Fira vừa rồi cũng lên cấp độ 2, Zed bắn một cái xong rồi di chuyển vào bụi. Điểm yếu phía bên trái rất đẹp. Sau cái điểm yếu phía bên trái này thì cái điểm yếu sẽ xuất hiện phía bên phải. Nó theo thứ tự như vậy hết em. Rồi, tiếp tục là đợt lính đang được tích đến từ Zed. Zed sẽ tích thêm cái quay xe nữa. Quay xe thì không sợ bị rừng đối phương ra găng. Ok, farm chiêu chiêu nè, chuyển búa gõ một cái nè, trúng vô Fira. Ok, điểm yếu bây giờ trước mặt Fira dám lướt lên không? Lên cấp độ 3 thì Zed nâng 2 quy 1 e. Cầu sống vừa rồi chỉ trúng lính mà thôi, khoảng trống nhỏ nhỏ dành cho Zed di chuyển cắm mắt. Cắm mắt khá là gần để có thể quay ngược trở lại cấu rỉa máu vào Fira. Điểm yếu bây giờ đang ở phía sau lưng, thoải mái luôn. Ăn con xe thì phải mất máu, đơn giản là như vậy thôi. Zed nhấp một nhịp tấn công vào Fira, thêm một nhịp nữa, 3 hit. Ây da, cái cầu sống vừa rồi, nếu mà trúng thì áp lực sẽ rất là cao anh em ạ. Rồi, khúc này thì có phải e đi. Cẩn thận, rừng đối phương có thể lên găng. Nãy giờ cái kỹ năng của Zed không có trúng nhiều. Ví dụ cái pha cầu sấm vừa rồi cũng không có trúng vào người Fira nữa. Zed có ý định là bắn nổ hitbox á, xuyên lính. Mana bây giờ đang hơi thấp một chút xíu nè. Chắc phải chuyển sang dạng búa farm. Trước đó là một cái đồng bắn có tích tụ. Fira đang cố gắng làm mềm. Dấu hiệu làm mềm như thế này thì có thể gọi rừng lên ha. Ôi, tính ra là hồi mana tương đối là nhanh đó chứ. Rồi Zed cũng có một tình huống nhấn bình, nhấn bánh bích quy. Farm khá kỹ đến từ Zed. 28, 29 chỉ số lính rồi. Khúc này thì rõ ràng là cấp lực đến từ rừng đối phương ha.
chỉ thiên vào lính, có ý định đẩy phăm lính và đẩy máu. Cầu sấm qua cổng gia tốc khó là ok. Máu của Phil ra bây giờ cũng đang hơi chật vật, chỉ còn lại 50% mà thôi. Một tình huống lướt quy lên kích hoạt được cái điểm yếu khá là tốt của Phil ra. Nhưng rất chuyển búa, hồi phục thêm mana rồi. Ok, nhảy. Ui có rừng đối phương luôn, nhảy thế nhờ. Rồi, cầu sấm trúng Phil ra. Pha kiểm soát quay của Z phải nói là cực kỳ nhạy. Úp Phil ra chủ động tiếp mà. Z chuyển búa tặng. Z bị hoảng sợ. Z tốc biến quy và dứt điểm được Phil ra. Trước đó Z cũng có tình huống né phản đòn tốt. Z còn lại cho mình đau chấm máu. Chuyển búa, chỉ thiên vào lính, giữ cự ly và chạy. Không chạy được. Trời ơi, một tình huống 1-2 khá là ok của Z. Kéo theo được Phil ra trong pha thi đấu đó là ổn rồi anh em. Đợt lính cũng không phải là quá tệ. Lee Sin đã có thông tin của Fiddlesticks và đang có dấu hiệu di chuyển vào rừng. Z cũng đã TP ngược trở lại khu vực rừng trên rồi. Về nhà lần này thì Z sẽ có một cái dao hung tàn và một cái dọc nước mắt. Mana bây giờ là cực nhiều. Bắn cầu sống, cầu sống này là có ý định nhắm rừng đối phương nha. Một hit, farm lính, chuyển búa gõ. Ok, rỉa máu làm mềm đối phương mà thôi. Tiếp tục chuyển búa, tấn công cấu rỉa máu nè. Ui, cái cầu sống rồi vẫn trúng. Đoạn bắn có tích tụ bắn khá là nhiều vị trí khác nhau. Quay ngược trở lại farm xe kỹ. Đợt lính có xe đang chuẩn bị tràn trụ, có Lee Sin đang có mặt cánh trên. Liệu rằng có tổ chức được băng trụ thành công hay không? Đây đến từ Z không, Lee Sin vòng ngược trở lại cái đường giữa rồi anh em ơi. Z đang tiếp tục gây sức ép, mở tích tụ lên lấy một khiên trụ, sau đó quay ngược trở lại cố gắng để có thể nhấp nhả lấy lượng máu của Phira. Đánh tay một cái, chuyển búa, chỉ thiên, né phản đòn, quá mượt. Ủa nãy bị làm chậm đúng không? Cũng bị làm chậm. Đánh thêm cái nữa có nội tại của dạng súng. Đầu rồi nè. Rồi, như vậy là quyết định di chuyển ra bờ sông để kiểm soát mầm. Một pha trao đổi chiến thức mà chúng ta vẫn sẽ thấy áp lực đến từ con dây của Z là lớn ha. Lên cấp độ 6 thì Z sẽ nâng 3 quy 2 đúp. Ồ, sao Phil ra không lướt quy né ta. Z tiếp tục gây sức ép. Rồi, chuyển búa, mở tích tụ dạng búa, đốt hết cái đợt lính này và sau đó sẽ dìu đợt lính 5 con tấn công vào công trình. Vira chỉ còn lại cho mình đó 50% máu mà thôi. Z bắn tay có tích tụ né được cái cầu sống đến từ bên phía của Vira, nhưng sau đó vẫn sẽ tiếp tục là những tình huống cấu rỉa máu rất khó chịu của Z. Chuyển búa lao vào làm chậm tốt. Vira khó rồi. Quay này của Vira xử lý như thế nào đây? Rất khó dành cho Vira, ở lại thì chắc chắn không được. Bắn cầu sống vào cái bụi cỏ ở phía sau để có thể kiểm tra cái lượng tầm nhìn. Vira vẫn đang còn ở khu vực rừng trên. Mầm vừa rồi Vira có ý định di chuyển ra cắm mắt để có thể kiểm soát, nhưng mà thấy mất mầm rồi. Pha này hơi căng nha. Vira đang còn tình huống phản công. Anh khá là tự tin vào cú phản công của mình. Ui, Fiddlesticks di chuyển lên cánh trên. Anh sợ rớt, rớt quay ngược trở lại gõ búa. E vào Vira, có đại thử thách của Vira. Bắn nhấp nhả né phản đòn tốt đến từ Zed. Akali cũng đang có mặt đường trên, chủ động tốc biến. Phi đao 5 cánh và sát chiêu hoàn hảo tiếp cận double kill dành cho Akali. Nhơn. Xử lý rất nhạy đến từ Zed khi mà thấy rừng đối phương chuyển búa giữ cự ly liền. Gõ rừng xong rồi giữ cự ly với lại Vira nữa. Ok, thêm một khiên trụ đường trên dành cho Zed ở trong cái kèo này. Bắn cầu sấm dọn lính, dọn xong cái đợt lính này về nhà xài tiền thôi. Ba khiên trụ, chinh xét đang là con số 20 xét. Wow, về nhà gươm thức thời. Một món trang bị sẽ giúp cho Z cơ động hơn ở trong những tình huống giao tranh. Không phải là kiếm ma ha. Dạo đây thì mình đang thấy là những con tướng lên sát lực thì đang ưu tiên cái gươm thức thời này khá là nhiều. Rồi, bắn cầu sấm. Làm nhẹ cái áp lực cầu sấm rồi cũng Phil ra thấy mũ rồi đó. Rồi, một vài những con mắt được
Team Z cắm vào khu vực bùa xanh. Phần nào đó những tình huống vòng đường tiếp theo đến từ phía đồ cũng sẽ bị kiểm soát mà thôi. Trời ơi, chị Thiên cầu sống qua cổng gia tốc trúng hết. Fira còn lại cho mình ở dưới 50% máu. Đợt lính có xe, Fira farm chịu 2 hit của tích tụ. Đau quá anh em ơi. Bắn thêm hit nữa nè. Trước đó Fira có tình huống kích hoạt được cái điểm yếu. Z đang chuẩn bị nhấp nhả để có thể lấy một thiên trụ thứ tư ở đường trên. Trước một kill dành cho Lee Sin ở đường dưới. Áp lực khá là nhiều rồi. Fira tiếp tục bị câu rỉa máu. Đang tìm góc để bắn cầu sấm. Cầu sấm trúng lính mà thôi. Chỉ Thiên và ép được phản công vừa rồi của Fira. Fira bây giờ hết đúp. Cho tiền cũng không dám ở lại anh em ơi. Chết đó. Ở lại là chết. Làm nhẹ cái cầu sấm là trúng nha. Cái cầu sấm vừa rồi là trúng. Tại trên minimap nó hiện ra. Hiện ra Fira anh em ơi. Ok, 10 phút chúng ta đã có được công trình ở công trình trên rồi cho Zed. Áp lực là quá lớn. Toàn là vô những cái tình huống đẩy đường xong một cân 2 rồi. Một cân 2 thành công nữa anh em. Tình huống đầu thì đổi mạng, tình huống 2 thì dứt điểm được cả hai thành viên của phía đối phương với sự hỗ trợ của Akali. Chênh rất nhiều ha. Kèo thi đấu ở thời điểm hiện tại đang chênh với lại Fira chắc ở chừng 2k3 vàng á. Quá trời khiên trụ rồi. Lính 30 chỉ số lính. Trời. Rồi, Z di chuyển cắm vào vị trí khu vực đường giữa. Đẩy nhanh cái đợt lính này. Lấy khiên trụ thôi. Chắc chắn sẽ là ưu tiên lấy khiên trụ. Z chưa đứng cao. Bắn cầu sấm vô bãi chim cướp chim không? Cướp vài con chim ha. Rồi, pha thi đấu này Z đang đứng khá là kỹ. Mặc dù vừa rồi thì có cơ hội để có thể sử dụng cái tích tụ của mình lấy một thiên trụ đường giữa đó. Nhưng mà không biết là Z chắc cũng sợ Fiddle Stick R ra xong rồi Pocky can thiệp. Xấu sâu hư không nè. Bào công trình rất dễ dàng dành cho Z. Đứng cao cao chút xíu. Lấy luôn cho mình đó hai thiên trụ đường giữa rồi ở trong cái dịp đẩy này. Gõ gõ gõ. Tích tụ. Ba thiên trụ anh em à. Ba thiên trụ thật sự rồi. Ok. Có tình huống TP của bên phía team một ra đường giữa, cầu sấm trúng vào bò. Chỉ Thiên là không lô phạt trước, xong anh quên cước lao vào tấn công đến từ Lee Sin. Tốc biến bò hút, tốc biến nghiền nát. Zed tốc biến ra phía sau. Ô, Lee Sin hộ thể chạy về và đó tình huống điểm hòa cục dành cho Zed với cú công sấm dứt điểm từ tầm xa của ta. Xử lý nhìn nó mượt nghệ thế nhờ. Ok, mẫu bây giờ của Zed đang hơi thấp. Quyết định là về nhà sử dụng tiền. Chưa. Bắn cầu sấm trúng Spawner. Đầu chuyển búa dọn lính cực kỳ nhanh. Vỗ cánh tung bay của Spawner bị trúng lôi phạt. Tiếp tục sẽ là một cái skep. Rail can thiệp ở khung đường giữa. Z bắn quy trường rồi. Toki cũng đang có ý định tiếp cận. Z đang hơi thấp máu chút xíu. Lùi ra phía sau một nhịp. Canh góc để có thể bắn cầu sấm. Bắn cầu sấm vào đối phương. Vẫn chỉ là lùi ra mà thôi anh em ơi, đối phương đã cắm mắt rồi, Akali mất sát chiêu hoàn hảo và đã phải nằm. Rồi, thôi quyết định là về thôi anh em ơi. Về nhà lần này có kiếm ma không? Chắc chưa đâu hả? TB xuống, ui, Nguyệt Quế cao ngạo, món trang bị thứ hai. Có đồ lớn. Rồi vẫn có khiên trụ ở đường dưới. Ít nhất sẽ là 3 lớp khiên trụ chăng. Gõ 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 dọn lính rất nhanh. 2 lớp khiên trụ rồi. Đợt lính tiếp theo đang chuẩn bị tiếp cận thêm nữa. Rồi 3 lớp khiên trụ dành cho Z ở trong tình huống TP ở đường dưới vừa rồi. Tấn công tiếp không? Tiếp ha, không ai đép. 4 lớp khiên trụ. Trời ơi, bắn cầu sấm Bofia ra. Rail đang có mặt ở đường dưới. Lee Sin cũng đang có mặt ở đường dưới. Quá trời luôn, trời ơi, trời ơi. Cầu sấm chỉ thiên lôi phạt. Làm nhẹ cái combo 3 hit. Fira cho kè. Quá nhiều những cái lớp giáp trụ cho Z anh em ơi. Ăn full trụ ở đường trên, ăn full trụ ở đường dưới. 10 lớp giáp trụ. Lee Sin lại Legendary nữa. Rồi, không ai đép hết. Mình Z bao tiếp công trình trụ 2 đường dưới.
trụ 2.700 vàng lận á. Fira di chuyển ra kìa. Chuyện hay không đây đến từ bên phía của Fira. Rồi bắn cầu sấm, né phản công, có đại thử thách, Fira lùi về phía sau mình. Mở đại thử thách để kích điểm yếu chạy cho nhanh đúng không? Quá trời là tiền rồi ha. 700 vàng xong rồi full lớp giáp trụ đường dưới, trụ 1 đường dưới. Farm quá trời lính luôn. Về nhà lần này lên luôn món trang bị thứ 3 phút 15. 15 phút 3 món trang bị lớn. Thần kiếm Manabun, gươm thức thời, nguyệt quế cao ngạo. Phát tiền quá trời tiền luôn em ơi. Về nhà xách ra 3 món trang bị lớn như thế này bên phía của team 1. Nhìn chán luôn rồi. Tôi phi ra mới 1 đồ à. Dây 3 đồ. Rồi. Rất quyết định là đảo cánh lên đường trên. Dọn lính phải nói cực kỳ nhanh luôn, chuẩn bị tiếp tục lấy cái trụ 2 đường trên này. 700 vàng nữa, trời ơi. 700 vàng nữa. Ây da. Dọn lính nè, chuyển súng nè, bắn nè, 2-3 hit thôi. Ném thêm cái cầu sấm nữa, có kỳ muốn ngủ luôn à. Thậm chí tấn công tiếp vào trụ bậc thềm, có gọi mẹ ra của Smolder để có thể dọn lính. Smolder vỗ cánh tung bay vào cái họng súng của Zed. Zed chuyển búa, chứ không tiếp cận được. Fiddle Stick hoảng sợ, Fira lao vào mở đại thử thách tấn công. Có lốc kiếm chủ động tốc biến ra phía sau, Fira tốc biến theo không dứt điểm được. Cái điểm yếu cuối cùng và Fira đã nằm ở trong trụ 2 của Samira. Lee Sin đang bị tấn công, đá nụ âm cướp vô âm cướp. Tiếp cận, giữ cự ly, bị nghiền nát hết cả hai, cắm mắt không thể chạy, có Fiddle Stick hỗ trợ phía sau, hoảng sợ tốt. Ây da, team 1 gỡ dữ vậy. Trời ơi, Fiddle đúng là kiểu dạng anh bảo vệ luôn rồi á. Quá trời những cái điểm hạ gục dành cho phía của team 1, tốc biến nghiền nát tốt đến từ bên phía của Alista. Một pha thi đấu mà có thể thấy 4-5 điểm hạ gục dành cho phía của team 1 luôn em ơi. 5 điểm hạ gục luôn rồi. Akali chết thêm lần nữa. Dữ vậy. Pha này hơi troll rồi. Hồ chết farm rừng quá trời luôn. Giờ sát thương nhiều á nên cái tốc độ farm của nó nhanh lắm. Mở cổng bắn cầu, chuyển búa chỉ thiên lôi phạt. Quá nhanh quá gọn. Nè nè nè, bắn cầu sấm nè, chuyển búa áp sát nè, gõ vào lính né phản công nè, quay ngược trở lại, có tích tụ, mở luôn đại thử thách. Một điểm yếu cuối nữa, ơi không tiếp cận được thì ăn một cái búa vào lính. Nổ lan rất căng đến từ Zed. How do you get started with digital marketing? With the complete digital marketing course on Udemy. Về nha, xài tiền và TP ngược trở lại, có thêm cái gậy ác ma nữa em ơi. Bắn cầu sấm thốn. Đầu chưa. Chuẩn bị tìm góc để có thể bắn cầu sấm tiếp anh em ơi. Tiếp tục là tình huống cầu sấm vào trúng Fiddle Stick. Alista đang khép góc. Ô, đồng đội nằm hết rồi. Rồi, bò ăn cái cầu sấm nữa anh máu ha. Lùi ra một dịp, Fira có phản công, đỡ chỉ thiên của Zed. Zed đang lửa góc, Zed chủ động tốc biến, Zed gõ cốc kỳ. Zed bị hoảng sợ, Zed bị combo của bò. Zed bị Fira áp sát, Zed chỉ búa, Zed gõ Fira. Triple kill, quả ra kill cho Zed. Trời ơi, xử lý cơ. Đam to vãi trưởng. Về nhà, 4 món trang bị thu phục hận, phút thứ 18 của ván đấu. Một con dây 4 món trang bị thôi đừng hỏi luôn anh em ơi. Đam tay nó lên trong số 400 rồi, 406. Quá trời quá đất à, quá trời quá đất sát thương.
bắn cầu sấm Lista combo có gọi mẹ ra. Nhưng mà Smolder ăn một búa hơn 1/3 cây máu. Giết chuyển súng, bắt đầu đang lựa góc để có thể bắn. À không, chuyển búa gõ phiêu ra phản công không thành công, ăn một búa của Zed nằm. Cầu sấm rồi cũng không trúng. Zed quay ngược trở lại khu vực giữa nhưng mà lượng máu bây giờ của Zed đang hơi thấp chút xíu. Đường giữa thì hình như là đang có đang có Smolder thì phải. Đây rồi, có bảo quà, ăn một búa, một súng. Một súng cái nửa máu, ăn thêm búa nữa chết luôn em ơi. Chỉ thiên lôi phạt nè, 2/3 máu, bắn cầu sấm chết. Một chiêu là 1/3 cây máu. Bất kể ai luôn. Ác đạn thật sự. Rồi, sau tình huống này thì rớt cùng với lại Lee Sin và Reo tấn công vào con Baron. Ây da, có ai đây? Kira. Kira mới một món trang bị rưỡi thôi. Quá yếu. So với lại bốn món trang bị của Zed thì chịu rồi. Akali đang nhả bom khói ra. Zed bắt đầu xách búa. Có ý định tiếp cận không? Không kịp rồi. Akali đã nằm. Rồi, như vậy là Zed quyết định rảo cánh lên đường chơi, là lần về nhà tiếp theo đến từ Zed chắc chắn xem full trang bị anh em ha. Zed vẫn đang cố gắng được có thể đép trụ, bắn cầu sấm, dọn lính, nhắm vào Fira. Đây rồi, Fira chạy hộ, chuyện búa, dọn lính, cố gắng tiếp cận, Reo cũng đang có mặt ở đây. Fira chạy hộ, ui có vít đồ đó, ai da, bất ngờ vậy cu. Ghê, ảnh diễn anh em ơi. Á, Fira vừa rồi diễn ác quá. Và đó phải di chuyển của Fiddle Stick cũng tương đối là bất ngờ anh em ha. Rất có TP nè anh em ơi, chuẩn bị TP ngược trở lại khu vực bãi chim nơi mà đang có va chạm. Xuống rồi, rớt xuống rồi, đâu rồi, rớt xuống. Ơ kìa, trời ơi, double kill, triple kill không. Trời ơi, TP xuống triple kill mà không được coi cái gì hết. Cay thật sự. Rồi, canh góc bắn còn sống thôi, đến từ rớt. Lùi ra phải khỏi phía sau, tránh tình huống bị bảo quả. Tiếp đồ tốc biến và lúc đó hết fear, hết hoảng sợ rồi. Ăn cái cầu sống, ăn cái gõ búa nữa nằm. Cái gì vậy? À đây, coi lại tình huống TP của Zed thôi. Này, Linh coi trên kênh YouTube LL Red anh. Này, cùng coi lại cái pha TP của Zed thôi. Kunik Green, ý nào theo yêu cầu. Kunik Green là dịch vụ thiết. Đây đúng không? Đây, TP ở dạng búa. Xuống gõ bắn cầu sấm vào bò, quay ngược trở lại đánh tay, có nội tại tích tụ, có đòn đánh tích tụ và triple kill. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lại cái góc nhìn của Zed ở trong tình huống này. Lùi ra phía sau né cái bảo quả, sau đó bắn cầu sấm đơn giản, thêm hai đòn bắn có tích tụ nữa mà thôi. Sát thương rất nhiều đến từ Zed rồi. Tam tay bây giờ là con số 489 anh em. Rồi như vậy là end game ha. Con dây của Zed ở đường trên lăn cầu tuyết kinh khủng. Farm quá trời farm luôn em. 10 khiên trụ, 5 khiên trụ ở đầu đường trên, trụ đầu nữa. Xong rồi 5 khiên trụ ở đường dưới. Xong rồi 2 trụ 2 ở hai bên cánh. Quá trời tiền. Mỗi trụ 2 cho 700 á. 10 khiên trụ, mỗi khiên trụ cho 125. Xong rồi trụ đầu nữa. Xong rồi trụ ở đường dưới nữa, ăn một mình nữa. Biết bao nhiêu là tiền.
Rồi, cái nhà vừa rồi thì Zed chưa full trang bị anh em ơi, chỉ mới là cái gậy ác ma được bổ sung thêm mà. Chuyển búa lao vào 90% máu rồi, chỉ thiên lôi phạt thì trúng cái gọi mẹ và Zed đã nằm với một cái tên lửa định hướng của Cocky. Samira tới chơi, Samira sử dụng tốc biến, Samira áp sát tấn công được rồi và sau đó quay ngược trở lại lượm fiddle stick đơn giản. Trong khi đó thì chắc cũng sẽ kết thúc ở đây anh em ha. Quét sạch rồi, hết luôn rồi nè anh em, hết rồi. Rồi ok, như vậy là nội dung của video lần này cũng đã kết thúc ở đây. Các bạn có thể thấy được cái khả năng đi đường đến từ Zed với con bài dây ở khu vực trên nó vẫn rất là lợi hại, rất là nguy hiểm. Thì Linh đang rất hy vọng ở trong cái trận đấu tâm điểm của T1 với lại Genji chúng ta sẽ có được một cái kèo dây ở đường trên anh em ha. Một kèo rất là đáng để có thể theo dõi. Và như vậy nội dung của video lần này cũng đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video lần tiếp theo. Bye bye.